các vị học viên chỗ nào chắc vì chưa có rõ ràng thì chúng ta sẽ ôn kỹ hơn lại các cái phần đó. Và các vị học viên Pháp, vị nào đã đeo đuổi đến cái phần lộ trình tâm này thì tôi rất hy vọng rằng là các vị sẽ học được vi diệu pháp, bởi vì khi chúng ta đã nắm được cái cấu trúc cũng như cái sự vận hành của các pháp, nhất là tâm pháp đó, thì các cái phần còn lại đó thì cũng theo cái cách mà chúng ta đã học thôi, bởi vì các pháp đó thì cũng chỉ gần cái chừng đó. Chẳng hạn giống như là chúng ta đã biết rằng là trong một tâm á, là có bao nhiêu cái đặc tính hay còn gọi là cái sở hữu, và có những cái đặc tính nào là những cái đặc tính phổ biến cho tất cả các tâm, chúng ta gọi là cái sở hữu tự tha, rồi đặc tính nào phổ biến cho các cái tâm bất thiện, gọi là bất thiện biến hành, vân vân. Và trong cái cách chúng ta học ví dụ pháp á, cách tôi hướng dẫn các vị đó là chúng ta đi từ cái khái quát, rồi sau đó thì sẽ đi vào chi tiết. Bởi vì cá nhân tôi nghĩ làm như vậy đó thì các vị sẽ dễ dàng nhớ bài hơn, dễ nhớ hơn là chúng ta học theo cái trình bày logic của sách giáo khoa. Lấy ví dụ chẳng hạn giống như là ở trong sách giáo khoa đó thì sau khi mà chúng ta học về người, về cõi thì chúng ta sẽ học là mỗi hạng người như vậy đã có bao nhiêu tâm, và mỗi cõi nó có bao nhiêu hạng người, và đồng thời cũng có bao nhiêu tâm theo cái cõi đó. Tuy nhiên thì ở trong lớp này á, tôi hướng dẫn của các vị đó là có những cái chi tiết đó là chúng ta sẽ trở lại sau, là bởi vì nếu mà chúng ta học cùng một lúc á thì ngại rằng là các vì thấy quá nhiều và khó nhớ. Ví dụ giống như là đối với 12 hạng người, mỗi hạng người như vậy nó có bao nhiêu tâm, thì cái phần này chúng ta trở đi trở lại một vài lần. Và lý do chúng ta học càng về sau đó thì có những cái lý pháp mà nhờ đó chúng ta sẽ dễ dàng nhớ nhớ hơn. Còn mà nếu mà chúng ta học một lần đó thì tôi nghĩ rằng là cũng có các vị khó nhớ, chính vì cái điều đó mà các vị thấy rằng tôi trình bày đó là có trở đi trở lại là lý do này. Trở lại cái phần ôn tập ngày hôm nay đó thì các vị cứ nhớ giống như là cái cách mà chúng ta học địa lý ngày xưa, tức là chúng ta học những cái phần phổ quát trước, rồi sau đó là chúng ta đi về các phần chi tiết. Ví dụ giống như là ở trong cái trái đất này thì chúng ta sẽ chia ra những cái phần lớn, đó là những cái phần châu lục, rồi sau cái phần châu lục đó thì chúng ta sẽ chia nhỏ hơn các cái quốc gia, vân vân. Thì cũng vậy, phần lớn các cái tập sách diệu pháp á, là cũng đi từ cái khái quát đến cái chi tiết đó. Chẳng hạn giống như là chúng ta có tất cả đó thì được gọi là pháp, và từ cái pháp đó, đó chúng ta còn được chia làm hai phần, đó là cái pháp mà có bản thể gọi là cái pháp chân đế, và cái pháp không có bản thể do quy ước, do định đặt mà có đó, thì những cái pháp đó là pháp chế định. Ở trong cái pháp chân đế đó thì chúng ta cũng chia ra các cái phần lớn trước, đó là chân đế gồm có hữu vi và vô vi. Vô vi tức là niết bàn, còn hữu vi tức là những cái pháp mà còn những cái pháp do duyên tạo mà có. Rồi trong cái pháp hữu vi đó chúng ta có hai, đó là cái hữu vi thuộc về tâm pháp và cái hữu vi thuộc về sắc pháp. Và ở trong cái tâm pháp đó thì chúng ta cũng có hai phần, đó là những cái tâm và những cái đặc tính của tâm. Và để mà một chúng sinh có thể hiện hữu được thì nó gồm có nhiều cái điều kiện. Chẳng hạn giống như là sở dĩ mà sinh linh là
chúng ta không có kể đến các cái loài trong 12 hạng người, chúng ta không có kể đến các cái loài thực vật, những cái loài vô tri, là bởi vì những cái loài đó không có thức tính, không được kể vào cái hạng chúng sinh. Thì ở trong các cái hạng hữu tình đó đó, thì không phải tự nhiên mà tâm có thể nó sanh ra được, mà nó phải có cái điều kiện và có duyên của nó. Cụ thể đó là tâm cũng phải nương gá ở trên sắc. Chẳng hạn giống như là sở dĩ con người chúng ta sống được là cũng nhờ cái thân thể khỏe mạnh. Chứ nếu mà thân thể bệnh hoạn, ốm đau thì tuổi thọ cũng không có thể kéo dài. Và trong khi mà tâm nương trên trên sắc như vậy đó, thì nó có những cái sắc pháp, nó có làm những cái điều kiện, làm cái môi trường để cho tâm có thể biết cảnh. Chẳng hạn giống như là nếu mà chúng ta không, mắt chúng ta bị mù lòa, tai chúng ta nghển ngãn vân vân, thì chúng ta không có thể thấy và không có thể nghe. Như vậy là để có thể thấy, để phải nghe thì phải làm mắt và phải sáng, thì tai thì phải rõ, tức là nó có cái điều kiện vật chất. Thì khi mà tâm nương trên cái các cái vật như vậy đó, thì chúng ta có tất cả là những, có tất cả là sáu cái chỗ mà để cho cái tâm nương, là do vì chúng ta có sáu cái căn. Chúng ta cần phải thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết cảnh. Do đó chúng ta cần phải có những cái thành phần vật chất mà nó làm cái công cụ để cho tâm có thể biết được. Tức là để có thể thấy đó, thì chúng ta phải có một cái, phải có những cái công cụ, là đó là mắt. Tương tự như vậy, tai, mũi, lưỡi, thân. Và đối với một chúng sinh ở cái cõi sắc, ở cái cõi ngũ uẩn đó, thì cần phải cái tâm nó cần phải có cái nơi nương gá. Và do đó là có những cái thành phần sắc pháp mà tâm nương trên đó, chúng ta gọi là cái ý vật. Và từ cái ý vật này, đó, chúng ta có một cái có một cái phần khác gần giống, đó là cái môn. Môn tức là cái cửa mà từ đó tâm có thể biết cảnh. Như vậy thì vật thì có sáu, môn thì cũng có sáu. Vật thì gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý vật. Môn thì cũng có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là nhãn vật á, tức là cái thần kinh nhãn. Nhãn môn á, cũng là cái thần kinh nhãn. Tương tự như vậy, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nhưng mà đối với cái ý môn á, ý vật á, là cái một cái thành phần sắc pháp mà tâm có thể nương gá. Chẳng hạn giống như là trong cơ thể của chúng ta có những cái phần quan trọng quyết định cái sự sống, như là bộ não, trái tim, hay là một cái phần vật, một cái nơi nào đó mà cái tâm nương gá, như vậy nó gọi là ý vật. Tuy nhiên đối với ý môn thì chúng ta nhớ rằng là cái ý môn nó chính là cái sở, cái những cái tâm, gọi là cái tâm hữu phần. Sở dĩ tôi nói cái điều này đó là có một cái lớp học đó là các vị học viên không có rõ về cái ý môn và cái ý vật. Ý môn đó, là cái chỗ mà thông qua đó, đó tâm có thể biết được cảnh. Còn ý vật đó, là cái nơi mà cái tâm nương. Hai cái việc đó nó khác nhau. Ví dụ giống như là tâm sân đó, là nó nương trên ý, nó nương trên ý vật. Nhưng mà cái tâm sân á, nó có thể thông qua cái cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó sanh lên. Tức là cái tâm sân á, nó có thể nó sanh qua cái ngõ mắt, ngõ tai, ngõ mũi, lưỡi, thân, ý. Hay nói cách khác á, là tâm sân á, nó đều có thể sanh qua trong sáu cái môn. Nhưng mà khi mà nói về cái chỗ nương gá của cái tâm sân á, thì chỉ có cái ý vật thôi. Thì khi mà giữa cái khi mà căn cảnh gặp nhau, căn cảnh thức gặp nhau như vậy đó,
thì như vậy thì cái tâm của chúng ta biết được cảnh. Và ở trong cái tiến trình sinh diễn của tâm pháp đó, thì nó có một cái trật tự theo cái quy luật chung của cái tâm pháp, mà cái trật tự đó chúng ta gọi là lộ trình tâm. Và ở trong cái lộ trình tâm đó, thì chúng ta thấy rằng là tâm để sanh lên được đó, thì thông qua sáu cái cửa, hay gọi là sáu môn. Thì trong sáu cái cửa đó thì năm cái cửa đầu tiên thuộc về vật chất, đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Và trong năm cái cửa thuộc về vật chất này đó, thuộc về sắc pháp đó đó, có cái sinh diễn, có cái diễn tiến giống nhau, cho nên chúng ta gọi chung là lộ ngũ môn. Còn đối với cái tâm thức mà sanh lên không thông qua năm môn này đó, thì chúng ta gọi là ý môn. Như vậy thì cái tiến trình sinh diễn của tâm pháp á, thì thông qua sáu môn, và nói gọn lại đó thì chúng ta có hai môn là ngũ môn và ý môn. Thì cái vừa rồi đó thì chúng ta đã học đến đến cái lộ ý môn kiên cố. Thì cũng xin ôn lại để cho các vị chúng ta nghĩ cái thời gian dài đó. Thì trong cái lộ trình tâm á, lộ trình tâm á, thì chúng ta nhớ rằng là cái tâm của chúng ta đó được phân tích theo lộ trình tâm á, thì gồm có, trước hết đó là lộ trình tâm á, thì gồm có hai, đó là cái tâm chủ quan và cái tâm khách quan. Và cái lộ trình tâm á, là chúng ta học về các cái diễn tiến của cái tâm khách quan, là bởi vì cái tâm chủ quan á chỉ là một cái loại tâm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái tâm tái tục như thế nào thì cái tiếp sau đó thì những cái tâm chủ quan cũng cùng loại tâm tái tục đó, cho đến cái tâm cuối cùng gọi là tâm tử. Thì ba cái giai đoạn này là cũng cùng một loại tâm: tục sinh, hộ kiếp và tử. Chúng ta học về lộ trình tâm á, là chúng ta học về cái cách mà cái tâm của chúng ta nó bắt cái cảnh ở bên ngoài. Còn cái tâm chủ quan á, tức là cái tâm mà nó bắt cảnh quá khứ ở cái đời sống trước. Và phần lớn á, là nó bắt cái cảnh quá khứ ở trong cái thời điểm cận tử. Chúng ta, các vị có nhớ rằng là khi mà một chúng sinh trong cái giờ phút lâm chung á, sẽ có thể thấy một trong ba cảnh, đó gọi là cái nghiệp cảnh, cái nghiệp tướng, rồi cảnh nghiệp tướng và cái thú tướng. Thì cái cảnh đó nó sẽ trở thành cái cảnh cho cái tâm chủ quan ở cái đời sống sau. Cũng nói như vậy cũng có nghĩa là cái tâm chủ quan của chúng ta ở trong cái đời sống hiện tại thì nó sẽ bắt cái cảnh cận tử ở trong cái đời sống quá khứ trước. Và cái cách mà nó biết cảnh đó, nó biết cảnh bằng một cái thói quen mà ở trong ví dụ pháp gọi là cái thường cận ý duyên. Vừa cái thói quen mà nó vừa là do tác động của nghiệp, gọi là cái nghiệp duyên. Và cái cảnh đó là chúng ta không có chủ động được ở trong quá khứ như thế nào, thì cái tâm chủ quan nó là cái tâm đó.
Và cái tâm chủ quan á, vốn là cái tâm, vốn là cái tâm quả, tức là nó là quả của những cái tâm nhân khác như là thiện và bất thiện. Và chính vì nó là cái tâm quả cho nên cái tâm này á, nó không có thể, chúng ta không có thể sửa đổi được, bởi vì đây là cái quả. Hay nói cách khác á, cái tâm đó chúng ta cũng không có thể tu được. Tại vì tu á, tức là mình để mình sửa, mình thay đổi. Mà cái tâm chủ quan này nó là do cái nhân ở trong đời quá khứ tạo ra, cho nên là cái tâm này nó không có thay đổi. Dù cho một chúng sinh đó trong cái khoảng thời gian bình nhật vị này được đã chứng được thiền hay là đạo quả, thì những khi mà vị này dùng đến cái tâm chủ quan thì cái tâm chủ quan đó cũng là một loại tâm với cái tâm mà vị đó tục sinh. Và dù cho chúng sinh đó có làm một cái ác nghiệp nào đó như là ngũ nghịch đại tội, thì ở trong cái thời gian tâm chủ quan đó thì cũng là cái tâm chủ quan khi tục sinh. Tức là dù cho một người có làm ác như thế nào chăng nữa, thì nếu cái tâm chủ quan của họ đó, ví dụ giống như đó là cái tâm quả, cái tâm đại quả hợp trí, đó là trường hợp như của Đề Bà Đạt Đa, là người tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí, thì dù có làm cái ác nghiệp nào đi nữa, thì những khi mà cái tâm chủ quan sanh lên đó, thì cũng là cái tâm đại quả hợp trí, là bởi vì đây là cái tâm quả ở trong cái đời, kết quả của cái nhân ở trong cái đời sống quá khứ. Vậy thì cái lộ trình tâm là chúng ta học về cái cách mà cái tâm khách quan nó sanh lên, nó bắt cái cảnh ngoại, cảnh bên ngoài như thế nào. Thì cái tâm khách quan nó sanh lên thì chúng ta biết rồi, thì nó sanh qua trong qua còn 36 môn, mà chúng ta có thể gọi tóm tắt lại đó là sanh qua cái cảnh ngũ môn hay là ý môn. Thì ở trong cái tiến trình sinh diễn của cái tâm sanh trong cái lộ ngũ môn ấy, thì chúng ta nhớ một cái ví dụ ở trong kinh điển, đó là ví dụ của người nằm ngủ mà nghe cái tiếng xoài rụng. Thì từ cái ví dụ này thì chúng ta dễ dàng hình dung và nhớ cái tiến trình diễn tiến của cái lộ ngũ môn. Thì ở trong lộ ngũ môn ấy, thì có trong lộ ngũ môn ấy, thì có tất cả là, đây là ngũ, ngũ môn và ý môn. Thì ở trong ngũ môn này á, thì chúng ta tất nhiên là chúng ta là có năm, ngũ môn này là có năm. Và năm này á, thì giống nhau, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn á, thì cái cách thức nó sanh lên giống nhau. Và ở trong cái ngũ môn này á, thì do vì để mà tâm có thể biết được cảnh, cho nên cái cảnh qua ngũ môn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, thì ngoài điều kiện là chúng ta phải có cái thần kinh nhãn, cái thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Ngoài ra đó thì nó còn có những cái điều kiện khác mà chúng ta đã học, chẳng hạn giống như là để chúng ta có thể thấy được thì chúng ta phải trước hết là phải có cái cảnh sắc, cái thứ hai là nó phải có đủ cái ánh sáng, thứ ba là chúng ta phải có thần kinh nhãn tốt, và thứ tư là chúng ta phải có sự chú ý. Chính vì nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện như vậy, cho nên khi những cái điều kiện đó mà nó đầy đủ đó thì được gọi là cái cảnh rất là lớn. Và nếu mà cái điều kiện đó nó khiếm khuyết thì chúng ta tùy theo cái mức độ mà chúng ta gọi là cái cảnh nhỏ, cảnh lớn, cảnh nhỏ hay là cái cảnh rất là nhỏ. Thì cụ thể thì ở trong cái lộ ngũ môn thì chúng ta có bốn cái trường hợp, đó là tất cả năm này đó thì nó được chia ra làm bốn cái trường hợp là cảnh rất lớn, rồi lớn, rồi nhỏ, rồi rất nhỏ. Thì rất lớn, lớn, nhỏ và rất là nhỏ đó là chỉ tính theo cái mức độ, và cái mức độ rõ ràng hay là yếu kém thôi. Thì
ở trong cái để nhận biết được cái cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ đó, thì trước hết là chúng ta nhìn vào cái tiến trình sinh diễn của tâm pháp. Nếu mà ở trong cái dòng tâm thức nào mà sao ở đây chúng ta nói đang là nói về cái lộ ngũ môn nha, thì sao cái động lực mà vẫn còn cái dư cảnh, vẫn còn cái âm hưởng, tức là vẫn còn phải còn dư cái cảnh mà để cái tâm còn cái tâm khách quan sanh lên được, tức là hai cái na cảnh. Thì khi mà các vị nhìn vào cái biểu đồ lộ trình tâm, thì cái lộ tâm nào mà có cái na cảnh á, thì cái lộ tâm đó chính là, nếu là đối với cái lộ ngũ môn, nó chính là cái lộ rất lớn. Còn nếu mà cái lộ tâm nào mà sao động lực cỡ lại hữu phần, không có dư cảnh, tức là cái cảnh vừa đủ thôi, không dư không thiếu, thì cái đó gọi là cái cảnh lớn. Còn cái cảnh nào mà cái tâm khách quan có thể sanh lên được, tuy nhiên thì nó chỉ sanh lên ở những cái giai đoạn đầu, tức là đến cái giai đoạn đoán định thôi, không thể có cái tâm động lực, thì khi đó nó gọi là cái cảnh nhỏ. Và cái cảnh nào mà cái tâm hữu phần chỉ đủ dao động nhưng mà không có cái tâm khách quan nào hết, thì cái cảnh, cái lộ đó được gọi là cái lộ rất là nhỏ. Thì khi mà chúng ta học á, thì chúng ta học đủ như vậy. Nhưng mà cái cần nhớ đó là nhớ hai cái đầu, là cái cảnh rất lớn và cảnh lớn. Bởi vì cái cảnh rất lớn và cái cảnh lớn này là cái lộ tâm mà đủ để tạo ra cái quả ở đời sau, tức là cái lộ tâm đó nó có cái giai đoạn động lực. Và ở đây xin lưu ý các vị làm khi mà nói đến cái cảnh lớn hay là cái cảnh rất là lớn, là nói theo cái mức độ cái cảnh nó rõ ràng đối với tâm, chứ không phải nói đến cái tâm động lực mạnh hay là yếu. Là bởi vì có những khi là cái tâm không có na cảnh nhưng mà cái động lực nó là động lực mạnh. Và về cái phương diện nhân quả đó, thì nó còn có nhiều cái yếu tố nữa, chứ không phải là chỉ có chừng đó. Ví dụ giống như là chúng ta lấy ví dụ hai người đều tạo một cái công đều khởi lên một cái đều khởi lên một cái thiện tâm và làm cùng một việc giống nhau, như là người đó làm cái việc bố thí, và giả sử như hai người làm việc bố thí đó cùng một cái loại tâm động lực, chẳng hạn giống như là cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí, nhưng mà do vì nói đến cái quả thì không hẳn là hai người đó giống nhau, do vì còn nhiều yếu tố khác, chẳng hạn giống như là cái đối tượng mà chúng ta làm phước cúng dường khác nhau, quả khác nhau. Như là một người đó cũng dùng cái tâm đại thiện hợp trí, nhưng mà cái đối tượng của chúng ta cúng dường đó là những người không có giới, trong khi người kia đó thì cũng dùng cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí đó nhưng mà cái đối tượng cúng dường của họ là cái đối tượng tối thượng như là Đức Phật và chư vị thánh nhân. Do vậy cái quả nó khác nhau chứ không có giống nhau. Cho nên là khi mà chúng ta phân chia theo cái mức độ đó, thì luôn luôn chúng ta học học qua là chúng ta để ý cái mức độ này chỉ cho cái trường hợp nào. Và ở đây là cái lộ trình tâm nói cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, là chỉ theo cái mức độ lớn nhỏ của rõ ràng của cái cảnh tác động với cái tác động cho tâm, chứ không phải nói đến cái mức độ mà từ đó chúng ta suy diễn thêm là cái mức độ nhân quả ở đây. Xin lưu ý các vị như vậy. Và trong hai cái lộ tâm mà tôi đề nghị các vị nhớ kỹ đó, tức là cảnh rất lớn và cảnh lớn đó đó, chúng ta nhớ có những cái trường hợp gọi là hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách đó là những cái trường hợp mà đối với những người nào, mà đây xin nhắc lại là các trường hợp mà sanh cái tâm, cái điều kiện sanh tâm hộ kiếp khách. Cái tâm hộ kiếp khách đó
Thứ nhất đó là người đó phải là người ở cái cõi dục giới. Cái thứ hai đó là người đó phải tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ. Và cái thứ ba đó là người đó phải gặp cái cảnh rất là tốt. Và thứ tư đó, cái động lực đó là phải là cái động lực sân. Và ở đây đó, do vì hôm nay là bài ôn cho nên có những cái chi tiết mà đôi khi ở trong lớp học đó, tôi quên nói hoặc là nghĩ rằng là chưa đến lúc nói. Do vì ngại đi chi tiết nhiều các vị quên. Là cái cách kể chi pháp ở trong kinh điển nói chung á, có đôi khi cái điều pháp đó đó được kể làm bốn, có đôi khi được kể làm ba, có đôi khi được kể làm năm. Cái vấn đề chúng ta học vi diệu pháp ở đây á, là chúng ta học xem tại sao là có khi là tính năm, có khi tính ba, có khi tính bốn. Ví dụ giống như là trường hợp đối với cái điều kiện để sanh cái tâm hộ kiếp á, thì có đôi khi là chúng ta thấy được kể làm ba mà có khi được kể làm bốn. Chẳng hạn đây tôi viết để tôi nói thêm, ví dụ giống như là chúng ta bây giờ chúng ta nói nhân sanh hậu kiếp, nhân sinh hậu kiếp, hậu kiếp khách. Ví dụ giống như là chúng ta kể làm bốn. Thứ nhất là người đó là phải là cái cõi dục giới. Tại sao lại không sắc giới và vô sắc giới? Bởi vì các vị phạm thiên ở cõi sắc giới và vô sắc giới, các vị đó không có tâm sân. Rồi tục sinh là phải tục sinh bằng thọ hỷ. Rồi cái thứ ba là gặp cảnh rất tốt. Và thứ tư là phải có động lực sân. Thì có đôi khi á, là chỉ bốn cái điều kiện này á, thì chúng ta kể thằng ba, nhưng mà kể thằng ba đó thì nó cũng không phải là thiếu. Đó là điều kiện về cái cõi dục giới á, và cái tục sinh bằng thọ hỷ. Thì hai cái điều kiện này á, có nơi đó thì gom chung là một, mà tôi nghĩ rằng là tại vì tôi kể bốn là phần lớn sách ta cũng hay kể bốn, nhưng mà kể ba đó thì nó được là nó gọn hơn. Đó là chúng ta tục sinh bằng cái tâm dục giới, tâm quả dục, tâm quả dục giới thọ hỷ. Cái này có khi gom gọn là tâm phải là cái tâm dục giới, tâm tục sinh bằng cái tâm quả dục giới thọ hỷ. Thì khi nói bằng tục sinh bằng cái tâm quả dục giới thọ hỷ đó, thì nó bao gồm cái cõi dục giới và cái tục sinh bằng thọ hỷ, là bởi vì các vị trời phạm thiên đó là tục sinh bằng cái tâm quả sắc giới, cho nên chúng ta nói tục sinh bằng cái tâm quả dục giới thọ hỷ đó. Thì nó hai điều một và điều hai này đó thì gom lại một điều như vậy thì chỉ có ba. Thì ở đây lưu ý là có đôi khi vì một những cái lý do mà có những cái lý pháp nào đó, thì các vị đó là chia ra làm bốn. Có khi vì lý do nào đó, vì cái lý pháp nào đó mà được kể làm ba. Và chúng ta học vi diệu pháp hoàn toàn thì chúng ta không có thắc mắc như vậy, là bởi vì nó tùy theo cái cách mà chúng ta, cái phương tiện nào thì các ngài sẽ có cái cách phân chia. Chẳng hạn giống như là chúng ta cũng đã làm quen là tâm có thể chia ra làm hai, tâm chia được là làm ba, tâm chia được ra làm bốn cách này là bốn cách khác, vân vân. Thì trở lại về cái hậu kiếp khách đó, là trong những cái trường hợp mà sau cái động lực sân, và đối với một người mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, thì khi mà họ tục sinh bằng cái tâm họ thọ hỷ như vậy đó, thì cái hậu kiếp hay là hữu phần của họ đó đương nhiên cũng là thọ hỷ cùng một loại tâm giống như là khi họ tục sinh. Và khi đó đó,
giả sử như là họ gặp một cái cảnh rất là tốt. Cảnh rất là tốt ở đây đó là chỉ cho cái chỉ cho cái cảnh mà do cái quả thiện có được. Chúng ta nhớ rằng là ở trong cái tâm quả vô nhân á, là trong đó có những cái tâm quả thiện, cái tâm nhãn thức quả thiện rồi nhãn thức quả bất thiện. Thì trong trường hợp do vì cái phước ở trong đời quá khứ á, mà họ đã làm những cái thiện sự, và những cái thiện sự một trong những cái tâm thiện đó nó cho ra cái tâm quả thiện vô nhân này. Mà nếu đó là cái tâm quả thiện rất tốt á, thì cái na cảnh nó ảnh hưởng, cái na cảnh đó là nó là thọ hỷ. Bởi vì chúng ta nhớ là trong cái quả thiện này đó thì nó có hai tâm quan sát, một cái tâm quan sát là xả thọ và cái tâm quan sát hỷ thọ. Tâm quan sát hỷ thọ trong trường hợp mà cái cảnh rất tốt quá thì đó là sẽ là thọ hỷ, mà nếu mà cái cảnh tốt thường đó thì nó là thọ xả. Nhưng riêng đối với trường hợp của cái tâm bất thiện á, thì trong cái trường hợp mà xấu á thì tâm xả, và trong trường hợp rất xấu á, cũng là xả, là bởi vì tâm vô nhân á, thì không có thể có thọ ưu được, cho nên là không có cái tâm quan sát thọ ưu, mà cái tâm quả này á, nó chỉ có cái thọ hỷ, và chúng ta chỉ có thọ khổ, thọ lạc, thọ chỉ có bốn thọ thôi, chứ không có thọ ưu. Thọ ưu chỉ có tâm sân. Chính điều đó mà có trong cái tâm quả bất thiện thì chúng ta thấy chỉ có 7, mà trong cái tâm quả thiện chỉ có 8. Trở lại là ở trong trường hợp mà cái cảnh rất tốt đó và cái tâm quan sát thọ hỷ nó sanh lên, thì sau khi cái tâm tiếp thu quan sát rồi đoán định rồi tới cái động lực, nhưng mà cái động lực đó là động lực sân. Ở đây chúng ta cũng không có thắc mắc rằng là tại sao là cái quan sát thọ xả quả thiện, tức là mình gặp cái cảnh tốt mà tại sao mà tới lên tâm sân. Cái chuyện đó nó rất là bình thường, là bởi vì cũng cái cảnh đó mà có đôi khi chúng ta nhìn nó bằng cái tâm trạng này, có khi chúng ta nhìn bằng cái tâm trạng khác. Vì nhớ là trong truyện Kiều có câu nói rằng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là khi chúng ta buồn thì chúng ta nhìn vào cái cảnh nào thì cũng bằng cái tâm sân hết á, buồn nên tức là tâm sân. Thì dù đó khi đó là cái cảnh đẹp, bình thường chúng ta thấy đẹp, nhưng mà vì một cái tâm lý nào đó khi đó chúng ta nhìn chúng ta cũng không thấy vui, thậm chí là buồn. Thì trong những cái trường hợp đó thì dù cái tâm lý chúng ta sau đó là buồn, nhưng mà do vì đó là cái cảnh tốt, cho nên là cái tâm quan sát cái thọ vẫn là cái tâm quan sát thọ hỷ. Mà chính vì cái tâm quan sát thọ hỷ đó lẽ ra nó phải tác động đến cái tâm na cảnh là thọ hỷ. Tuy nhiên thì do vì cái động lực sân á, là thọ ưu, cho nên cái na cảnh đó, nó không có thể thọ hỷ được. Bởi theo cái quy luật của tâm pháp á, thì giữa cái thọ hỷ và thọ ưu á, đó là hai cái trạng thái tâm mà nó có một cái hai trạng thái tâm có hai cái thái cực khác xa nhau. Vì lý do đó mà khi cái tâm na cảnh không có thể sanh lên hỷ thọ, thì khi đó sẽ có một cái tâm hộ kiếp khác. Cái hộ kiếp này á, là nó thuộc về cái hộ kiếp khách quan, chứ không phải là cái hộ kiếp chủ quan tiếp nối đời sống giống như là các cái hộ kiếp khác. Mà ở đây là cái hộ kiếp khác nó sanh vào làm trung gian, trung hòa giữa cái động lực sân và cái hộ kiếp hỷ thọ, do người đó tục sinh bằng cái tâm hỷ thọ. Thì cái hộ kiếp này đó, là nó sẽ là thọ xả, là bởi vì xả đó, thì nó cũng không có, nó không có chênh lệch nhiều so với ưu, và nó cũng không có chênh lệch nhiều so với hỷ. Nó khác với hai cái thái cực là giữa hỷ và ưu. Cho nên là theo cái quy luật của tâm pháp đó, thì khi này sẽ có một cái tâm hộ kiếp, mà cái hộ kiếp này là hộ kiếp khách quan sanh vào để làm trung gian dung hòa giữa hai cái cảm thọ, giữa hai cái cảm thọ hỷ và ưu. Thì khi đó sẽ có cái hộ kiếp khách.
Và chúng ta còn nhớ rằng là đối với cái cảnh lớn á, thì sau cái động lực á, thì sẽ là hộ kiếp, không có na cảnh. Thì đối với cái cảnh lớn á, là nếu trường hợp đối với cái tâm sân á, thì sau cái tâm sân đó, nếu là đối với một người mà tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ nữa, thì nó cũng phải có cái hộ kiếp khách. Trong trường hợp mà có hai cái hộ, hai lộ tâm mà có cái hộ kiếp khách, đó là trường hợp cái cảnh rất lớn và cái cảnh lớn đó, để chúng ta phân biệt cảnh nào là cái cảnh rất lớn, cảnh nào là cái cảnh lớn, thì khi đó chúng ta không còn cái na cảnh để chúng ta phân biệt nữa. Thì khi đó chúng ta nhìn vào, chúng ta tìm vào cái hữu phần đầu tiên. Tức là các vị nhớ rằng là cái cảnh nào á mà cái hữu phần vừa qua càng nhiều chừng nào đó, thì nó là cái tỷ lệ nghịch với cái cảnh đó nó càng nhỏ chừng đó. Thì đối với cái cảnh rất lớn á, là chúng ta chỉ có một cái hữu phần vừa qua thôi. Còn đối với cảnh lớn á, thì nó có hai cái mức độ. Lớn á, mà lớn vừa đủ á, thì có hai hữu phần vừa qua. Mà lớn nhưng mà nó hơi nhỏ hơn một chút á, thì lại là có ba hữu phần vừa qua. Thì dựa vào cái hữu phần vừa qua này, nếu là một hữu phần vừa qua thì chúng ta xác định đó là cái cảnh rất lớn. Nếu mà hai hoặc là ba hữu phần vừa qua đó, thì chúng ta biết rằng đó là cái cảnh lớn. Như vậy đó là cái trường hợp của hộ kiếp khách. Là cái trường hợp thứ hai chúng ta ôn lại đó, ôn lại chút đó, là đó là trường hợp của của cái na cảnh. Na cảnh nó tức là cái tâm mà hưởng lại cái quả dư sót, không phải là, xin lỗi các vị, không hưởng lại cái cảnh dư sót của cái giai đoạn động lực, mà cái cảnh dư sót này á, nó phải thuộc về cái cảnh ngũ, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Chứ nếu không chứ đơn thuần là cái cảnh pháp thôi đó, thì khi không không có cái na cảnh. Tất nhiên là nó vẫn có trường hợp là cái lộ ý môn nó có na cảnh, nhưng mà cái ý môn na cảnh đó đó, cái cảnh pháp đó đó, là phải là cái cảnh pháp trạng lại cái cảnh ngũ. Tức là ví dụ như là chúng ta thấy một cái cảnh gì đó rất là đẹp, và khi đó nó cái tâm là dòng cái dòng tâm lộ ngũ sanh lên đó, thì nó sẽ có cái na cảnh. Và tiếp theo cái lộ ngũ sanh lên á, thì tối thiểu là nó cũng phải có bốn cái lộ ý sanh tiếp theo để biết được cái cảnh đó một cách trọn vẹn. Chứ thật ra là chỉ có một cái lộ ngũ sanh lên thôi đó, là chúng ta cũng không có thể biết được cái cảnh đó trọn vẹn. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc, và khi đó nó dù cảnh sắc rất là đẹp, và do vì cái lộ ngũ nó sanh lên quá nhanh, cho nên nó tuy rằng nó vẫn diễn ra là có cái động lực, rồi sau động lực đó thậm chí còn có hai cái na cảnh, nhưng mà chỉ có bảy cái, chỉ có một cái lộ tâm đó thôi đó, thì chưa có đủ để biết cái cảnh đó một cách rõ ràng. Thì khi đó nó sẽ có những cái lộ ý môn sanh tiếp nối theo, tối thiểu nó thì phải là bốn, nhưng mà thông thường đó là nhiều hơn, thậm chí là vô số, để chúng ta xác định được cái cảnh đó là cảnh gì. Chẳng hạn giống như khi mà chúng ta nhìn một cái cảnh sắc đó, thì sau khi mà mắt thấy cái cảnh sắc rồi và diễn tiến qua cái lộ ngũ môn, lộ nhãn môn, rồi sau đó đó là lộ ý môn đó, nó sẽ sanh lên một lộ ý môn bắt lại cái cảnh sắc đó, bắt lại cái cảnh sắc đó, để nó từ cái đó nó định hình, rồi nó liên tưởng, rồi nó xác định, và nó có nhiều cái lộ tâm trôi qua như vậy đó, thì chúng ta mới bắt được cái cảnh rõ ràng. Và chỉ ở trong cái trường hợp mà lộ ý nối tiếp cái lộ ngũ, bắt cái
cảnh pháp, nhưng mà cái cảnh pháp đó là cái cảnh do cái do trạng lại của cảnh ngũ, thì khi đó mới có trường hợp là của na cảnh. Và trong trường hợp, và có một cái điều mà chúng ta cũng nhớ ở đây thì chúng ta phải cố gắng là nhớ thôi, là đối với những chúng sinh mà ở trong cái khổ dục á, thì mới có cái sự trạng lại và để lại cái dư cảnh đó. Còn đối với các vị phạm thiên, tức là các vị ở trên cái cõi trời sắc giới đó, thì các ngài đó thì cũng thấy cái cảnh sắc như vậy đó, nhưng mà cái cảnh sắc đó nó không có tạo được cái ấn tượng mạnh mẽ mà để tạo lại cái dư cảnh giống như là ở trong cái cõi dục. Là bởi vì ở trên cái cõi trời sắc giới đó, thì đối với các vị này, thứ nhất á, là trong năm cái cảnh dục là sắc thinh khí vị xúc á, thì đối với các vị phạm thiên á, thì các ngài chỉ còn có biết được cái cảnh sắc và cảnh thinh thôi. Còn cảnh vị, cảnh xúc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á, thì các ngài không có. Và cái thứ hai nữa là do vì cái đời sống đặc biệt của chúng sinh mà được tục sinh bằng cái tâm quả sắc giới đó, thì do cái tâm quả sắc giới là cái tâm quả sắc giới nó vốn là cái tâm mà được thoát thai kết quả từ cái tâm thiện sắc giới, và cái tâm thiện sắc giới là cái tâm là đã được ly dục. Và chính vì trong một cái với một cái sức mạnh to lớn của một cái đời sống ly dục như vậy đó, thì lâu ngày thì tự nhiên mới đại cho cái kết quả của chúng sinh ở trong cái đời sống đó là vì nó không có bị tác động quá mạnh bởi cái cảnh sắc, cái cảnh thinh. Cho nên là cái na cảnh nó là không có ở trên cái cõi sắc giới. Và ở đây nó cũng là một cái lý pháp để khi mà chúng ta tính về tâm theo cõi đó, thì chúng ta nhớ rằng là ở trên cái cõi trời sắc giới đó là không có na cảnh. Và chính vì không có cái na cảnh đó, cho nên tám cái tâm đại quả nó không có cái điều kiện có mặt ở trong cái cõi sắc giới. Thì chúng ta cũng nhớ thêm. Rồi chúng ta đi sang qua cái ôm sang qua cái lỗi ý. Cái lỗi ý tức là một cái tâm sanh lên mà không có thông qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Lấy ví dụ đơn giản chẳng hạn giống như là buổi sáng chúng ta thấy, chúng ta nghe cái điều gì đó, rồi cái buổi chiều mình nhớ lại, ví dụ như buổi sáng bạn đi thăm viếng ở đâu đó thấy cái cảnh đẹp, buổi chiều cũng còn nhớ lại, thì cái cảnh buổi chiều mà chúng ta nhớ lại đó nó thuộc về cái cảnh pháp. Là bởi vì khi mà chúng ta nhớ lại cái cảnh ban sáng đó thì cái cảnh đó nó không có trước mắt để mắt có thể thấy. Do đó chúng ta chỉ bằng dùng thuần túy bằng tâm trí của mình để nhớ lại cái cảnh mà đã thấy buổi sáng. Như vậy đó thì những cái cảnh nào mà tâm biết được không thông qua mắt tai mũi lưỡi thân thì cái dòng tâm thức đó nó được gọi là cái dòng tâm thức sanh lên qua cái ngõ ý môn. Và ý môn á, những cái tâm mà sanh lên ý môn á, là đầu tiên á, là chúng ta kể đến cái dòng tâm thức nối tiếp cái lộ ngũ. Bao giờ sau khi mà lộ ngũ sanh lên, chẳng hạn giống như là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, hãy lộ nhãn sanh lên rồi đó thì sau đó hàng loạt cái lộ ý tiếp nối sau để nó định hình cái cảnh mà nó thấy, nó liên tưởng đến cái cảnh mà nó thấy, rồi thậm chí là nó gọi tên cái cảnh mà nó thấy, rồi nó vân 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 vân, rất là nhiều. Chẳng hạn giống như là chỉ có một sự việc thôi mà đôi khi nó kéo dài cho đến chúng ta cả một cái đời sống chúng ta vẫn còn nhớ lại. Chẳng hạn giống như là ở trong cái cuộc sống của mình có những cái điều gì đó nó gây một cái ấn tượng lớn, thì mỗi khi mà chúng ta nhớ lại đó, thì chúng ta đều có cái cảm xúc mạnh mẽ hết. Thì khi đó nó là chúng ta thấy rằng là một cái cảnh tượng mà chúng ta đã thấy thôi đó, thì nó để lại không biết bao nhiêu là cái lộ ý sau đó. Như vậy cái lộ ý đó, thì trước hết là cái lộ ý đó là cái lộ tâm mà làm việc tiếp nối cho cái lộ ngủ. Cái trường hợp thứ hai của cái lộ ý đó
là thuần túy của lộ ý mà không có tiếp nối lộ ngũ. Và ở trong cái lộ ý á, thì nói về cái số lượng tâm ở trong cái dòng tâm thức của lộ ý, do vì lộ ý môn là không thông qua các cái công cụ vật chất như là mắt tai mũi lưỡi thân, cho nên nó là cũng không có những cái tâm làm việc phức tạp giống như trong cái lộ ngũ, tức là phải có nhãn nhãn nhị tỷ thiệt thân, rồi phải có tiếp thu quan sát quan đoán định vân vân, nó không có dài dòng như vậy, mà chỉ có cái khai ý môn mở ra thì lập tức đó là lộ ý sanh lên. Và ở trong cái lộ ý thì chúng ta nhớ là lộ ý thì có hai, bởi vì lộ ý là tuy rằng không có những cái công cụ, không có thành phần sắc pháp giống như là cái lộ ngũ, nhưng mà chính vì không có đòi hỏi cái công cụ đó, cho nên cái lộ ý linh hoạt hơn rất là nhiều so với cái lộ ngũ. Trước hết đó là chúng ta có hai trường hợp của lộ ý, đó là lộ ý thông thường, tức là biết những cái cảnh thông thường như là chúng ta suy nghĩ những cái gì mà chúng ta thấy bằng mắt tai mũi lưỡi thân, rồi chúng ta trạng lại vân vân. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là cái lộ ý gọi là cái lộ ý kiên cố hay là lộ ý đặc biệt, đó là tức là những cái lộ ý, tức là những cái trạng thái tâm mà ở cái trình độ nhận thức cao, đó là thiền định và đạo quả. Cho nên cái phần lộ ý thì chúng ta có hai, nó là cái lộ ý thông thường và lộ ý kiên cố hay là lộ ý đặc biệt. Và ở trong cái lộ ý thông thường đó thì nó có những cái trường hợp mà cái tâm chúng ta làm việc như là làm việc mũi mũi lượt, đó là cái trường hợp tôi muốn nói đến, đó là cái trường hợp chim bao. Thì lộ ngũ á, thì chỉ thuần túy khi mà chúng ta nhận thức, khi mà chúng ta còn thức thôi. Còn cái lộ ngũ á, xin lỗi, cái lộ ngũ á, thì chỉ làm việc khi mà chúng ta thức. Nhưng mà lộ ý á, thì làm việc cả khi mà chúng ta ngủ, khi đó chúng ta gọi là cái lộ chim bao. Thì thật ra cái lộ chim bao á, cái tiến trình sinh diễn của nó đó, thì nó cũng giống như là cái lộ ý thông thường. Nhưng mà nói về cái phương diện tạo quả đó, thì do vì trong khi chim bao cái tâm muội lược, cho nên là khi chim bao là không có để lại quả. Tuy rằng nói rằng là chim bao không có để lại quả, nhưng mà qua cái chim bao đó, nó thứ nhất là nó phản ánh cái đời sống của chúng sinh đó, và cái thứ hai là nó có để lại cái dư cảnh về sau. Chẳng hạn giống như là một người á, mà họ giữ giới với một cái tâm hời hợt, tức là cái giới đó chưa được họ giữ trở thành cái nếp sống, trở thành một cái thói quen. Và rất có thể là khi mà họ tỉnh táo, khi họ còn thức á, thì họ sẽ không có vi phạm giới luật. Nhưng mà trong cái giấc chiêm bao á, đôi khi họ nằm chiêm bao, họ thấy mình sát sanh vân vân. Thì cái chim bao đó nó phản ánh cái phiền não ở trong chúng sinh đó, là bởi vì tuy rằng là mình giữ giới sát sanh, nhưng mà cái tâm mình vẫn chưa có bỏ được hết cái sát tâm, mình vẫn còn ưa thích cái việc sát sanh. Chẳng qua là khi mình còn tự chủ được, mình nghĩ đến cái ác nghiệp, mình không có dám sát sanh, nhưng mà cái sự ưa thích của mình vẫn còn. Thì chính cái điều đó nó tác động nó với một người đó mà người ta có thể chim bao, thấy làm mình làm cái việc khác hơn là bình thường mình làm. Còn đối với vị thánh hữu học á, các ngài cũng chiêm bao, nhưng mà cái giấc chiêm bao đó nó không bao giờ các ngài có thể thấy rằng mình phạm vào những cái học giới hay là những cái ác nghiệp mà vốn khi còn tỉnh á, các ngài không làm. Chẳng hạn giống như là chúng ta nói đến một vị thánh sơ quả, thì ngoài cái việc phiền não mà các vị đã đoạn trừ, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ ra rồi, thì còn rất từ cái đó còn rất là nhiều cái hệ quả mà các vị đó đã bỏ. Chẳng hạn giống như là đối với một vị thánh hữu học, các ngài không bao giờ vi phạm học giới,
nếu ngài là cư sĩ đó mà ngài dự thì ngài không bao giờ ngài phạm ngũ giới, và nếu mà ngài đã thọ trì bát quan trai giới thì ngài không có vi phạm, và nếu mà ngài xuất gia sa di tỳ kheo thì các ngài cũng sẽ không bao giờ vi phạm những cái học giới đó. Đó là cái bản chất của một vị thánh. Thì với một vị thánh hữu học á, thì các ngài á, thì vẫn còn có thể chiêm bao, nhưng mà nó không có cái trường hợp mà do vì các ngài lúc chiêm bao bình thường thì các ngài không có phạm giới, nằm chiêm bao các ngài thấy các ngài sát sanh, đó có mấy trường hợp của vị thánh hữu học có thì tuyệt nhiên không có điều đó. Và cái thứ hai đó, tuy rằng là cái chiêm bao đó nó không có để lại cái quả, nhưng mà khi mà chúng ta trạng lại, lúc mà chúng ta thức dậy chúng ta trạng lại đó, thì khi chúng ta trạng lại đó thì những cái tâm động lực mà khi thức đó, đó thì nó tạo quả. Chẳng hạn giống như là trong cái giấc chiêm bao đó, thì thấy mình làm ác rồi mình thức dậy đó, thì mình nhớ là cái giấc chiêm bao đó mình vẫn còn vui thích với cái việc ác đó, thì khi đó đó thì chúng ta tạo cái ác nghiệp. Như vậy đó, thì nếu mà nói về cái quả trực tiếp đó, thì trong cái giấc chiêm bao nó không có để lại quả trực tiếp, nhưng mà nói làm duyên là gián tiếp. Trong cái phần duyên sau này nếu có dịp mà chúng ta học quá thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái cảnh đó, bản thân nó thì không phải là tạo quả, nhưng mà nó tác động cho các cái dòng tâm thức khác tạo quả. Thì cũng như vậy, cái giấc chiêm bao thì không tạo quả, nhưng mà giấc chiêm bao nó có thể tác động cho các cái tâm thức khác tạo quả. Và nói thêm về cái giấc chiêm bao đó thì chúng ta nhớ là có những cái nguyên nhân mà sinh tạo cái chiêm bao, chẳng hạn giống như là cơ thể của chúng ta nó không có điều hòa, không có điều hòa là do bệnh hay là do vật thực hay là do cái ngoại cảnh, chẳng hạn giống như chúng ta nằm cẳng vân vân. Thì tạo ra cái giấc chiêm bao hoặc là do vì cái tiền nghiệp nào đó mà tạo, nó do cái nghiệp tác động, cho nên chúng ta thấy là giấc chiêm bao. Chẳng hạn giống như là đối với các vị Bồ Tát kiếp chót trước khi mà các ngài thành Phật á, thì luôn luôn có những cái giấc mộng lớn gọi là đại mộng, thì cái đó là do nghiệp tác động. Hay là bằng cái năng lực của các một số loài thiên nhân, họ cũng có thể tác động làm cho mình chiêm bao. Thì khi mà nói đến cái chiêm bao như vậy thì chúng ta có kể làm 4, làm 5, nó tùy theo cái cách kể. Nó giống như là cái trường hợp của tâm hậu kiếp hay là tôi lưu ý chung của các vị đó, là có khi là kể làm 5. Chẳng hạn giống như là nói là cái cơ thể của chúng ta nó không có điều hòa, thì chỉ cái lý do đó thôi mà có thể là chia ra làm 2 phần. Thứ nhất là do cái thức ăn của chúng ta nó bị xáo trộn, cái thứ hai là do bệnh hoạn, vân vân. Thì khi mà chúng ta đọc sách thì chúng ta cũng sẽ không có ngạc nhiên điều đó. Nhưng ý ở đây chúng tôi muốn chia sẻ các vị đó, thì dù cho chiêm bao bằng cái điều kiện nào, do cái cơ thể không điều hòa hay là do nghiệp tác động hay là do phi nhân vân vân, thì tất cả nguyên do chính là cũng là do phóng dật mà có chiêm bao. Và đây là cái lý mà tại sao mà cái giấc chiêm tâm đối với chư vị thánh á, thì chư vị thánh hữu học á, thì các ngài còn chiêm bao bởi vì các ngài còn phóng dật. Nhưng mà riêng đối với vị thánh A La Hán thì các ngài không có chiêm bao bởi vì vị thánh A La Hán không còn phóng dật. Thì đó là chúng ta học chúng ta nói đến cái lộ ý mà cái lộ chiêm bao. Và cái thứ hai, cái kế nữa chúng ta ôm đến đó là chúng ta nhớ rằng là cái lộ ngũ môn hay là lộ ý, cả hai đó là cái giai đoạn cận tử. Cái giai đoạn cận tử đó là một trong những cái giai đoạn tâm lý đặc biệt. Thông thường đó thì cái dòng tâm động lực nó sanh lên 7 sát na, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt đó, thì tâm động lực nó sanh lên chỉ có 5 sát na thôi. Chẳng hạn giống như là trong lúc người ta bị hôn mê, bị bất tỉnh, rồi trường hợp đặc biệt, rồi sau này chúng ta sẽ học đó là trường hợp mà Đức Phật này hiện song thông. Và cái trường hợp mà chúng ta đang học ở đây tức là cận tử, thì trong những cái trường hợp đó thì động lực nó chỉ còn lại là 5. Và khi mà chúng ta học đến cái lộ cận tử, lộ ngũ hay lộ ý cũng vậy, thì xin các vị học viên lưu ý là chúng ta nhớ là chúng ta học kế tiếp theo dòng tâm thức là sau cái tâm tử, thì lập tức đó là cái tâm tục sinh, sinh linh liền.
không có cái giai đoạn gọi là cái thân trung ấm, không có cái thời gian để chờ đi tục sinh vân vân, giống như là cái khái niệm dân gian. Ở trong ví dụ pháp nó không thừa nhận là một cái linh hồn nào đó bất vưỡng, không có nơi nương tựa được. Nếu mà chúng ta có một cái loài mà sống bất vưỡng, không không nơi nương tựa đó, thì thật ra thì nó vẫn là một chúng sinh hoàn chỉnh, có thân, có tâm, có cõi. Vậy thì sau cái lộ cận tử và cái tâm cuối cùng sinh lên, cái tâm hộ kiếp cuối cùng trong đời sống, sinh trong đời sống gọi là cái tâm tử đó, thì tiếp ngay sau đó đó là cái tâm tái tục. Và ngay sau cái tâm tái tục đó là diễn ra là 17 sắc, 14 sắc na hữu phần, và sắc na thứ 14 cộng với cái tâm tái tục là 15 sắc na. 15 cái sắc na hữu phần đó, rồi kế cái hữu phần thứ 16 gọi là hữu phần rung động. Rồi sau cái hữu phần rung động đến cái hữu phần dứt vọng là 17 cái tâm hữu phần. Sau 17 cái tâm hữu phần đó thì là một cái quy luật tự nhiên đối với chúng sinh trong ba cõi, chỉ trừ duy nhất là một cái cõi vô tưởng. Thì sau cái tâm, sau 17 cái sắc na đó đó, thì ngay khi đó nó là động, bảy sắc na động lực tham sinh lên, bắt đầu cho một cái kiếp sống mới. Thì bài học ngày hôm nay tôi cố gắng ôn lại những cái điều mà hôm trước ấy bữa chúng ta học. Và thật ra trong cái thời gian nghỉ học dài đó thì tôi cũng vẫn còn nhớ đến cái lớp học, và lúc nào tôi cũng cố gắng sắp xếp để từ để về sau cái lớp học có thể được liên tục, để đặc biệt tự chúng ta theo dõi nó không bị gián đoạn, như là những vị Phật tử học viên học đầu tiên các vị dễ nhớ bài. Và buổi học khai giảng trở lại này thì chúng ta chỉ học sơ lược, như ôn bài sơ lược như vậy, thì xin kết thúc buổi học ở đây. Hẹn các vị vào tối thứ tư. Xin được dứt lời chúc các vị ăn vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú. Kính chúc